Kính chào quý khán giả và bà con đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Thông tin ngày hôm nay mà ban biên tập cập nhật xin gửi đến bà con. Mời bà con và quý khán giả điểm nhanh nội dung chính ngay sau đây. Mãng cầu sim gây đổi đời cho người dân xã Hòa Mỹ, Phụng Hiệp. Năm thứ hai, hơn 500 tấn mãng cầu sim Hậu Giang đã được bao tiêu. Thanh long được giá nhờ công nghệ blockchain, công nghệ quản lý chặt chẽ từ khi gieo mầm cho đến lúc trưởng thành, thu hoạch, đóng gói, vận chuyển và đến nơi tiêu thụ hàng hóa. Lâm Đồng xây dựng thí điểm làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ, Đà Lạt với đặc trưng là thành phố trong rừng, rừng trong thành phố, nông dân tập trung sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Cùng ngắm những loài hoa quý cực đẹp ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Kính thưa bà con và quý khán giả, cuối tháng 11, khu vực miền Tây Nam Bộ vào mùa thu hoạch sầu riêng trái vụ. Khác với những năm trước, giá sầu riêng thu mua tại vườn năm nay giảm tới hơn phân nửa so với năm ngoái, khiến cho người nông dân bị thiệt hại rất là nặng nề. Không chỉ có sầu riêng đâu mà bưởi da xanh cũng đang vào mùa. Từng loại trái hút hàng vì thương lái gom xuất khẩu sang Trung Quốc này đã rớt giá trở lại. Thương lái hạn chế thu mua. Theo tìm hiểu, nguyên nhân chủ yếu là do phía Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ chất lượng, yêu cầu thu mua chính ngạch, hạn chế thu mua nhiều loại trái cây tiểu ngạch từ Việt Nam. Trước tình cảnh này, ngành chuyên môn đã có động thái như sau. Theo đại diện Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Trung Quốc yêu cầu sầu riêng của chúng ta phải rõ nguồn gốc xuất xứ, chỉ tiêu chất lượng, gắn nhãn mác. Sầu riêng của Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu của họ nên bị cấm và ứ động trong nội địa. Hiện tình trạng cấm sầu riêng qua cửa khẩu Trung Quốc chỉ diễn ra ở tỉnh Quảng Tây, còn tại các cửa khẩu qua tỉnh Vân Nam Trung Quốc vẫn xuất được bình thường. Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang đã có công văn gửi tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương đề nghị hỗ trợ địa phương tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân bằng cách là làm sao ký kết hợp tác đa thị trường và đưa ra giải pháp cụ thể cho người dân và thương lái. Năm 2018 dự báo xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc gặp khó khăn, tốc độ tăng trưởng chỉ đạt khoảng 10%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 42,4% của năm 2017. Mới nổi lên gần đây là trái mãng cầu sim Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Hậu Giang. Sau đợt mặn xâm nhập vào năm 2016, nhà vườn tìm cây trồng mới thích ứng với biến đổi khí hậu nên mãng cầu cũng bén duyên từ đó. Càng vui hơn vì mãng cầu sim của nhà vườn đã được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến nông sản Tiến Thịnh bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường. Nhân và để có được những trái mãng cầu sim được bao tiêu như vậy thì cái chất lượng phải được đảm bảo. Nhà vườn ở Hòa Mỹ đã tuân thủ rất là nghiêm ngặt cái khâu sản xuất của mình, giữ vững chất lượng và sản lượng, cộng với đó là yếu tố chữ tín nên việc làm ăn giữa nông dân ở đây và doanh nghiệp bền chặt và lâu dài. Và đây chính là năm thứ hai nhà vườn bán cho công ty này. Ngày 28 tháng 11, ông Nguyễn Thế Tự, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phụng Hiệp cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến nông sản Tiến Thịnh đã ký hợp đồng bao tiêu với hợp tác xã mãng cầu sim Hòa Mỹ. Doanh nghiệp bao tiêu 500 tấn mãng cầu sim từ tháng 11 năm 2018 cho đến tháng 6 năm 2019, tăng gấp đôi so với lần trước. Theo đó, doanh nghiệp mua mãng cầu sim loại 1 giá 15.000 đồng một ký, loại 2 là 9.000 đồng một ký, cao hơn thị trường 1.000 cho đến 2.000 đồng một ký. Xã viên của hợp tác xã có nguồn lời khá cao và không lo rơi vào tình trạng trúng mùa rớt giá. Ngoài ra, theo ông Tự, các doanh nghiệp khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ký bản ghi nhớ với hợp tác xã mãng cầu sim Hòa Mỹ để mua mãng cầu loại 1. Điều đáng nói là 100% xã viên dưới sự hướng dẫn của giám đốc Võ Văn Phải, người khởi đầu trồng mãng cầu sim đầu tiên, đều áp dụng mô hình bao trái để có được sản phẩm sạch, an toàn, tăng thêm độ tin cậy của thương hiệu mãng cầu sim Hòa Mỹ. Hiện toàn huyện Phụng Hiệp có 280 hectare trồng mãng cầu sim, năng suất đạt 25-30 tấn một hectare. Theo các nhà vườn, không chỉ bán trái mãng cầu tươi cho doanh nghiệp làm nước ép, nhà vườn còn chế biến trà mãng cầu và hướng đến nâng tầm sản phẩm với xà bông mãng cầu, mứt mãng cầu, vân vân. Và từ đây thì đời sống của xã viên sẽ tăng lên rất là nhiều. Và trái mãng cầu sim thật sự đã trở thành cây đổi đời của nông dân ở đây rồi. Đó chính là cách sản xuất và tiêu thụ mãng cầu của nông dân Phụng Hiệp, Hậu Giang. Còn riêng trái thanh long đã đi xa hơn mãng cầu sim, xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Hiện nay, việc áp dụng công nghệ blockchain đang đem lại nhiều lợi thế cạnh tranh và giúp xây dựng thương hiệu thanh long trên thị trường quốc tế. Và sự thuận lợi đến từ công nghệ mới blockchain này nằm ở đâu? Mời bà con và quý khán giả cùng tìm hiểu thêm thông tin vừa được ban biên tập tổng hợp. Lâu nay, trái thanh long chịu số phận long đông, thậm chí có thời điểm phải đổ bỏ cho bò ăn vì không ai mua. Một trong những lý do khiến thanh long không bán được rớt giá thê thảm vì không đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu.
Để khắc phục tình trạng trên, ngoài việc trồng thanh long theo tiêu chuẩn Global Gap, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Pháp Group và công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến trái cây Yasaka đã ứng dụng blockchain vào sản xuất kinh doanh. Do đó, hiện nay hai công ty trên đều đang xuất khẩu trái thanh long với giá rất tốt vào các thị trường khó tính như Úc, Mỹ, Nhật, châu Âu. Đại diện doanh nghiệp cho biết công nghệ blockchain sẽ kiểm soát từ khi gieo mầm cho đến lúc trưởng thành, thu hoạch, đóng gói, vận chuyển và đến nơi tiêu thụ hàng hóa. Trái thanh long đều được giám sát một cách chi tiết. Phía đối tác Úc khẳng định, một khi ứng dụng công nghệ blockchain thì nông sản Việt Nam dễ dàng đưa sản phẩm vào thị trường Úc. Một thị trường cực kỳ khó tính, luôn đòi hỏi tính minh bạch cao nhưng lại đem đến giá trị gia tăng cao. Không chỉ trái thanh long, xoài cát chu, một trong những đặc sản có tiếng cũng đã được nhà vườn hợp tác xã Mỹ Sương Đồng Tháp ứng dụng công nghệ blockchain để truy xuất nguồn gốc. Công nghệ blockchain tức là chuỗi khối, một trong những xu hướng công nghệ mới đột phá có khả năng ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực. Khi dùng điện thoại quét con tem trên trái thì người dùng có thể sẽ biết được quá trình sản xuất, phân phối và cách sử dụng của sản phẩm. Vậy là người tiêu dùng hoàn toàn có thể biết được toàn bộ con đường đi của sản phẩm ra sao cho đến lúc nằm trên bàn ăn của họ. Và hai doanh nghiệp xuất khẩu thanh long đầu tiên tại Việt Nam đã ứng dụng thành công công nghệ này. Và không chỉ đối với trái thanh long mà một số công ty cũng đã ứng dụng thành công công nghệ blockchain cho chuỗi cung ứng hải sản, cà phê, dược phẩm, tài chính ngân hàng. Và bây giờ thì tiếp tục với không khí sản xuất của nông dân ở các tỉnh Tây Nguyên và nhất là ở Lâm Đồng đang có sự chuyển mình rõ nét về nông nghiệp công nghệ cao. Thưa bà con và quý khán giả, nông dân vùng biên giới Tây Nguyên đời sống còn hết sức khó khăn. Để tìm được loại cây trồng, con vật nào phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng cũng rất là khó. Không biết là anh Minh Thiện có biết cái cây sâm dây hay không? Đây là một cái loại cây mà bà con ở biên giới của Kon Tum đã chọn trồng và phát triển kinh tế trong thời gian gần đây. Theo tôi được biết thì sâm dây còn gọi là hồng đẳng sâm hay một cái tên gọi khác nữa chính là đẳng sâm. Theo các chuyên gia thì loại sâm này nó đắng như là mật nhân và đây là một loại vị thuốc quý, khi ngâm thì nó sẽ có vị ngọt và thanh mát. Củ sâm thì khi được trồng 2 năm là có tác dụng bồi bổ cho cơ thể. Và trong thời gian qua thì bộ đội biên phòng của Đắk Nông, bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum, ngoài cái việc làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn ở khu vực biên giới thì còn tích cực giúp cho người dân phát triển kinh tế, giúp cho người dân trồng sâm dây, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Ghi nhận của cộng tác viên của chúng tôi gửi về, mời bà con đón xem. Sau 3 năm trồng cây sâm dây, từ một hộ nghèo, gia đình của anh Apmore ở thôn Cắt Ga đã vươn lên đi đầu trong phát triển kinh tế. So với các loại cây sắn hay là lúa, sâm dây đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần. Vụ thu hoạch vừa rồi anh được hơn 400 kg củ sâm dây. Nhờ khí hậu quanh năm mát mẻ nên cây sâm phát triển tốt. Không chỉ có củ mà lá của sâm dây còn bán được với giá cao, đem lại nguồn thu nhập cho các hộ gia đình. Mới đây, xã Đắk Nông đã triển khai nhân rộng mô hình trồng sâm dây tập trung. Chỉ trong 3 tháng, gần 2.000 cây giống sâm dây đã được cấp cho các hộ gia đình trồng chăm sóc. Bên cạnh sâm dây, nhiều loại như là bời lời, cà phê cũng được khuyến khích người dân trồng, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ vùng núi biên giới. Để Đà Lạt phát triển bền vững và trở thành thành phố cấp vùng hiện đại mang tầm quốc gia và quốc tế, Lâm Đồng là tỉnh đầu tiên của cả nước đề xuất chính phủ xây dựng mô hình làng đô thị xanh và cái đặc trưng đó là thành phố trong rừng, rừng trong thành phố. Với mục tiêu hướng tới xây dựng một đô thị xanh, có không gian xanh và phát triển bền vững theo xu thế tăng trưởng xanh, thì tỉnh Lâm Đồng đã chọn xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt là địa điểm đầu tiên để thực hiện dự án xây dựng làng đô thị xanh trên địa bàn tỉnh. Làng đô thị xanh sẽ là phân khu đô thị thuộc quy hoạch chung thành phố Đà Lạt để hình thành một khu vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp khu nhà ở và công trình công cộng, đồng thời phát huy loại hình du lịch canh nông, đảm bảo yêu cầu bảo vệ tối đa đa dạng sinh học, địa hình, cảnh quan tự nhiên, văn hóa của địa điểm và giảm phát thải khí nhà kính, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, trong đó quy mô diện tích khoảng 180 ha cho một làng đô thị xanh và dân số là khoảng 1.500 cho đến 2.000 dân. Cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp khoảng 70%, diện tích đất ở và công trình công cộng khoảng 30% trên diện tích đất quy hoạch, riêng đất cây xanh công cộng tối thiểu là 50%. Trong khi chờ đợi xây dựng làng đô thị xanh biến Đà Lạt trở thành thành phố cấp vùng hiện đại mang tầm quốc gia và quốc tế, có nền nông nghiệp hiện đại hòa quyện với cảnh vật thiên nhiên, thì bây giờ chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp vốn có của Đà Lạt qua hình ảnh của những cái loài hoa quý và cực đẹp.
Đó là hoa phượng tím nè, hoa chuông vàng hay là hoa chông kê là những loại hoa quý của thành phố ngàn qua mà khi đến đây du khách nào cũng mê mệt và nhớ mãi. Hoa phượng tím tương tự như hoa phượng đỏ, chỉ khác ở màu tím của hoa. Có lẽ vì thế mà mọi người đặt cho nó cái tên dân dã phượng tím. Hoa phượng tím có nguồn gốc từ Brazil. Trước đây do điều kiện để nhân giống loại hoa này có nhiều khó khăn nên cả Đà Lạt chỉ còn tồn tại vài ba cây. Ngày nay nhờ tiến bộ khoa học, phượng tím đã trở thành một loài hoa được trồng khá phổ biến ở Đà Lạt. Tuy nhiên, cây phượng tím ở đường Nguyễn Thị Minh Khai vẫn là một cây có hình dáng đẹp nhất của thành phố hoa này. Hoa chuông vàng có nguồn gốc từ châu Phi. Chuông vàng là một loài thân cổ, hoa có màu vàng pha cam, hình dáng tựa như những quả chuông nở thành chùm, mỗi chùm có từ 40 đến 50 bông. Hoa chuông vàng nở suốt 4 mùa, những chùm hoa chuông vàng rực rỡ treo trên nền xanh trông rất hấp dẫn. Hiện nay, ở Đà Lạt chỉ duy nhất một cây chuông vàng được trồng ở chùa Quán Thế Âm phía bắc Hồ Xuân Hương. Hoa đậu tía có hai màu, xanh lơ và trắng. Hoa đậu tía có nguồn gốc từ Đài Loan, là một loài hoa vừa đẹp nhưng lại cũng vừa có hương thơm ngát. Hoa được mang về trồng từ năm 1963, đến nay nó vẫn tồn tại như một biểu tượng mang vẻ đẹp rất riêng của Đà Lạt. Còn đây là hoa chông kê, loài hoa thân gỗ quý hiếm, chỉ còn một cây duy nhất, được trồng ở cổng khách sạn Palace phía đường Trần Phú, được trồng từ năm 1965. Hoa chông kê có nguồn gốc từ Trung Đông, thường nở vào cuối đông đầu xuân. Từng chuỗi hoa dài khoảng 5cm màu đỏ. Hiện tại cây hoa quý hiếm này mọc giữa những cây thông cao lớn, thân và cành của nó xù xì tựa như những cây cổ thụ khác. Và do từ rất nhiều năm nay hầu như nó không được ai chăm sóc gì, nên thay vì sẽ cho rất nhiều những chuỗi hoa dài màu đỏ hồng thì nó chỉ cho lèo tèo đôi ba cụm hoa. Những loài hoa có nguồn gốc nước ngoài này quý, độc lạ đã tạo nên một nét riêng thu hút du khách tìm về Đà Lạt như một thiên đường hoa. Có người còn có cảm giác như là đang ở nước ngoài vì có không khí mát lạnh và hoa thì rất là đẹp. Vâng, và với những cái nét riêng như vậy cho nên đó cũng đủ lý do để biến Đà Lạt trở thành một thành phố cấp vùng, làng đô thị xanh rồi, đúng không anh Minh Thiện? Và chắc hẳn là người dân ở đây sẽ rất là tự hào về vùng đất của mình. Và hình ảnh hoa quý cực đẹp tại Đà Lạt cũng thay lời chào tạm biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chương trình 365 ngày chuyển động ngày mai.